cuộc sống khi mà chính phủ tạo ra công ăn việc làm á, người ta bận rộn quá chừng bà con. Coi như mấy xe cơ giới hạng nặng bắt đầu người ta bắt đầu làm việc này, vừa múc đá vừa múc đất rồi đào đủ thứ hết á, rồi mỗi người mỗi công việc. Cái bên này á, thì mình quay được ít hơn tại vì nó đi nó rào đó. À, bây giờ nó mở cái cửa để cho xe cắt nó vô, nó lấy đồ, lấy đá này kia đó. À, thì ta cây thế là mình vi có thể quay được, còn không có thì nó đi nó rào lại. Đó, bây giờ cái xe này xe xi măng ha. Để chở xi măng nè, bắt đầu nó sẽ vô nó đổ. Vì công việc tấp nập quá chừng coi như một năm trời á, nó vừa đào mấy cái, nó phá hủy mấy cái cũ đi. Nó phá hủy mấy cũ đi, bắt đầu đi nó ra nó làm mới lại đây nè, nó hủy rồi ha. Đó, nó đào hết rồi. Đào bới hết rồi. Để thì coi như tạo rất là nhiều công ăn việc làm cho mọi người. Thì khi bắt đầu nó vô, nó người nào làm công việc nào thì nó biết công việc của nó. Còn cái người quản lý này cũng hay quá chừng đi á. À, nếu mà mình có dịp á, mình sang bên kia được, mình thâu được thì hay quá. À, coi như người ta đang điều hành để cho xe chắc nó vô á, à, thì là có người hành khách đi vậy và thấy kẹt ha. Tại vì cái xe chắc nó phải đi, nó phải lớn á, nó phải chạy tới chạy lui chứ không có dễ. Đây là cây phải có người điều hành để bảo vệ được cho người những người hành khách ở đây. Ok. Đó, ở đây thì coi như những xe đào đất này đang bắt đầu múc đất lên nè. Để bắt đầu nó chuyển lên mấy cái xe tải. Xe vận tải để bắt đầu nó chở đi. Đúng không? Đó, nó bắt đầu nó chở đi, coi như mỗi người một công việc ha. Thì còn người làm reo nè, đây rồi đó. Mấy cái đường rầy nè. Mấy đường rầy bây giờ nó cũng bỏ luôn. coi như nó làm lại coi như hầu hết, coi như đổi khác hoàn toàn hết đó bà con, nó đổi mới hoàn toàn hết á. Để mình quay về nó hơi khó tại vì nó rào lại đó, nó rào lại nó để nó bảo vệ cho những người hành khách đi xe bus rồi những công dân ở làm trong này nó được an toàn, nó không bị những cái miệng này mình kia răng vô công nhân đó khó khăn. Đó, còn bên này nó kẹt cái mình quay không có được ha, nó bị vướng cái dàn dây này, dàn lưới này hết trơn này. Thì coi người thì làm về thợ mộc, người thì làm về đào xới, người xây dựng đó. Thì mấy cái người này họ đi họ cắt mấy cái cây này để họ làm cái cột trụ để nó đúc á. Đó, bây giờ bắt đầu cái phần xe này à. Thì mà nó xúc đất xong bắt đầu nó sẽ đi nè. Nó quay như vậy thì rất là khó coi bà con ha. Còn nhớ nó mình sang bên kia thì cái mấy cái cơ giới nó hạng nặng á, nó đang làm bên đó nhiều. Còn bên này thì quay ít thôi. Mình quay cái này cho mình quay có sự chút xíu nào hay đi đó ha. Đó, cái phần này nó đi nó giống như nó đổ xi măng á, nó đổ xi măng vô mấy cột trụ này cho nó khi mà nó đã qua rồi đó. Như vậy nó đi nó sửa biết bao nhiêu chỗ mà nó vẫn tính trong có một năm mà nó tạo quan được làm rất là nhiều đó bà con.